Anh quay test thử mấy con máy mà anh thấy chiếu được ở cái khoảng cách xa và đẹp cho em nhé. Thì đầu tiên là cái con Dell 1610HD này này. Con này thì anh đang để khoảng cách tầm khoảng 5 mét và ở chế độ này là zoom thấp nhất thì nó ra màn hình của em là khoảng tầm 3 mét hơn một xíu ha. Đó, em nhìn xem này. Thì chữ rõ đẹp. Cái con tại vì em đã để chiếu xa rồi thì nó vừa phải sáng và độ phân giải phải cao một xíu để chữ nó lên được nét, chứ nếu mà chữ nó độ phân giải mà thấp quá và độ sáng không đủ thì nó sẽ rất là mờ nhá. Đầu tiên là cái con này, chỗ này là tầm khoảng 5 mét này. Con này thì độ sáng cao và độ phân giải nó cũng cao. Anh sẽ giới thiệu thêm cho em một con nữa. Con thứ hai anh giới thiệu cho em là cái con Casio này này. Con Casio này là dòng sáng và đặc biệt nó là dòng LED laser. Nếu mà em có điều kiện thì em mua con này thì tuyệt vời, bởi vì nó là độ bền theo nhà sản xuất cung cấp á, là 20.000 giờ, tức là gấp mấy lần mấy cái con đèn thường kia kìa. Con này thì nó cũng sáng và rất là nét. Đây, anh chiếu đây màn em thấy này, cũng vị trí lúc nãy bạn ạ, độ nét thì cũng bằng con kia. Con này thì zoom không to bằng con kia, nhưng mà ở cái khoảng cách 5 mét thì nó ra được tầm 3 mét, 2 mét 8 đến 3 mét. Em có muốn nhỏ hơn thì cũng được. Đó. Nhưng con này thì đắt, sẽ đắt hơn con kia nhé, bởi vì nó là dòng LED laser, nó siêu bền.